Hi, it's me, Fanshimuyana. You are on Door to another dimension opens. Trời, má không nói tiếng Anh nữa trời. Và hẹn gặp lại anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Sự Giác. Better call Saul. Hắc ám anh em ơi. Hắc ám bán thần luôn đi chứ. No man, không có gì cả, hay gọi là anh em sau chuỗi thua thôi. Mình nên chuyển kênh, chuyển tên kênh mình thành Better Call CZ. Rồi xem Better Call Saul nhiều quá, nghiện. Thế vậy thôi, hẹn gặp lại anh sau chuỗi thua nhé. Bye bye. A few moments later. Hi anh em, và đây mình sau chuỗi thua và mình đang có Poka Loka. Có mấy bạn như sau, nên là lên năm sớm trước rồi mình xem. Đã phải mình lên năm trước rồi mình mới roll tướng em, cho nó ra tỷ lệ tướng 3 vàng, 4 vàng các thứ. Không ra nhiều tướng ok lắm nhỉ. Tùy cơ ứng biến thôi anh em ơi, đã phải đánh đội hình nó gì dị thôi. Eco thôi anh em ơi, này là sẽ Eco thôi. Bắt đấm sớm nào, trời ơi. Có được cái tích sự gì không vậy? Tàn sát anh em ơi, cuộc tàn sát ở Lam Kinh. Xấu nhở? Trời, tướng xấu ấy. Tướng không biết đánh gì luôn nè. Noman. Đấy mà dính Noman con Vio ấy, ngất rồi. Giờ quá nhỉ. Mà mình nghĩ vẫn khả năng đánh hắc ám được. Shall I compare thee to a summer's day? The door. I. What is my The door. I. What is my Aim. Fire. Hai cái floor này đứng gần nhau nó sẽ bị ấy. Nó
sẽ bị ulti rồi, mà ulti còn teo nó cũng trùng vào đấy nữa, phí thật. Ở đấy hơi lỗi tí, lỗi nhiều quá, thua sứ mất. Nốt bạn này nhiều quá. Quên đấy, phải dùng não đi, phải dùng não đi bạn ơi, dùng não đi. Mong hai bạn này sẽ đi ra hai target khác nhau anh em. Không, bạn đi trước, bạn đi sau đi. Theo ulti một phát nốt, cuối, chịu ulti. Rồi. Á, trưởng thật đánh 9 ván còn 49 máu này. Dở thật đấy. May chọn đánh hắc ám. Nhót hay sớm quá nhở, con voi mình có một con nhưng mà thôi nhiều voi lắm. Má đi. Ngắt chuỗi nào, ngắt cái chuỗi thua đi nào các bạn ơi. Ngắt được rồi. Ui mày quá, đầu tiên được vào cuối. Ngắt chuỗi. Truy hồn. Quả bay mà cũng ra truy hồn thì đấm vào mồm. Ui không ra thật. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Bình tĩnh. Thật bình tĩnh. Sớm, không cần, chưa cần, một chút nữa. Chút nữa có rồng mình sẽ cho vào. Nhót hai con này đi. Cái tầm nhỏ mãi ngắt chuỗi, ta ngắt được chuỗi rồi nhưng mà không ra chi hồn vào đấy. Đi luôn đi, khả năng mình sẽ đẩy hai bạn này đi luôn. Đẩy bạn này ra giữa, bạn cho bạn kia, bạn này cho bạn Zil. Này đi. Trời tự tin luôn anh em ơi. Này. Floor xuống kia, ok hai kết. Hai con này đi luôn nhót. Zil 1 2 3 luôn. Nguyên tố lên đây. Zil xuống 1 ô. Chơi này đi anh em ơi. Chơi này tự tin đi.
Shall I compare thee to a summer's day? Lo xin đôi này. Đi luôn này. Lao ném được một chiêu này. Brad đấm một phát này. Zilti được một quả này. Lo đánh thử một phát này. Lo đánh thử phát nữa này. Ok. Đánh đa xì đi, tính vô lại này. Dòng đây rồi. Hai dòng đây rồi. Không có, à, có thương mất ai này nhỉ? Rồng cầm này nhá. Thương bắt này. Voi đây tiếp được. À, tìm thêm tướng này, riêng nguyên tố này. Đi đu bán thần này. Dọn cỗ. Nguyên tố bán thần. Đang vẫn phải chơi nguyên tố một chút nữa, hắc ám. Bỏ luôn được con này đi, tí nữa mua lại sau được anh em ơi. Tặng này về. Narcot. Bán thần bỏ giờ hơi sớm, vì bán thần mình cần con rồng mình ấy. Floor, khả năng hai con floor bỏ đi được, lấy hai nguyên tố vào. Narcot. Chờ, tất cả đồ em cho Void thôi. Illuser vào nó cũng không có tác dụng mấy, bởi vì nó chưa có cọc đại. Có cọc đại phát mình cho Illu vào luôn, bỏ ba con nguyên tố luôn. Nhưng bây giờ hai con nguyên tố kia đang level 2, đang bỏ hơi tiếc. Nên mình sẽ bỏ bán thần đi. Bán thần đi rồi mình chơi hắc ám. Bốn hắc ám luôn. Có Void, đối với Void này. Bỏ tạm bán thần đi cũng được. Mua nhầm bán thần 2 rồi. Tiền quá. Narcot, ok nha. Thôi còn hai này đi ạ. Sĩ Zenka bay đi được. Này tính nó hại lại. Narcot chui 2. Ê, nên quả bán thần này tốn tiền quá. Hay là bán thần vào luôn nhỉ. Bán thần vào luôn, Illu cầm đồ kia. Blend đi đi. Lại bài tù này, bài tàng lão được. Lấy đồ kia cho Narcot nhé. Dòng vẫn công ty được, Illu vẫn đứng kia công ty được một phát. Illu con cát này. Đánh thường, đánh thường. Không kịp. Để cho con cát này vào kiểu gì với ta. Con cát vào luôn đây nhá. Voi này chưa cần lắm. Truy hồn, ơi. Lấy truy hồn thì quả này mà không ra truy hồn nữa thì sao? Thế chứ, phải thế chứ. Rồng, rồng bây giờ thổi đang đẹp. Con cát vào luôn, con voi sẽ chờ thêm một chút. Cát ba đồ này, chỉ ba đồ này đi. Hoặc cần toàn ra đâm khổ hơn này. Tu len sẽ cần cấm này hơn nhé, con này sẽ tu len sẽ ủng công ty luôn, này cũng lòng đây. Trông cũng hơi xấu xí tí nhưng mà thôi kệ không sao. Con cát đứng giữa được. Búp thêm 20 mana đứng giữa được. À không, thôi thế nó đứng lên trên đi, bởi vì con này búp cho con rồng rồi. Rồng thôi đẹp này. Con cát đứng lên trên một ô nhá anh em nhá. Cát đứng lên trên một ô. Nhảy, nhảy. Nhảy đi, bạn ơi, hãy nhảy đi bạn ơi, luôn đi. Nói gì vậy các bạn ơi, không cắt được lên trên một ô này. Còn nhiều floor không? Một floor. Hai floor, floor bắt đáy. Floor đừng đáy thôi anh em, không sợ đâu, chúng ta sẽ bắt đầu đổi sang góc dần nhé. Thương thì chúng ta thế nào, một thương bên này, một thương bên kia, hai thương hai bên. Thương hai bên lại để trên cao này. Góc xa nhau ra vậy. Illu đứng đây đi. Không, Illu đứng đây đi. Illu đứng bả lên đây cũng được. Thôi đùa đấy. Gạt đứng đây.
Ôi trời ơi. Ôi những câu chuyện buồn cười. Trông đẹp thế. Cần voi anh em ơi, cần một con voi hai vào xong rồi nó ulti luôn các thứ, làm gì làm đi, cần hai cái đồ này vào những miễn nhiễm khống chế cho team một tí. À, hai pha nữa mình lên nhé, hai pha nữa mình lên. Quả lên tu lên hai này hơi lỗi rồi thôi anh, vậy vội quá là cũng ấn tay nhanh hơn não. Có ai von cát không này, mình thổi vào nào, thổi góc kia, thổi góc này, góc này trông sợ hơn này, con này trông sợ hơn anh em, thổi góc này nhá. Con cát bên kia trông nó không sáng sợ bằng con này. Góc này thổi con teo này. Na cót luôn này. Rồi xong, đi hai con quan trọng nhất là được. Theo cái đồ kia mình không ném cho con cát nó không tín đâu. Nhưng mà mỗi tội con voi mình voi một nên trông nó hèn lắm. Không chơi được. Không tín bạn. Bây giờ chỉ một ngọc đại là xong này, một ngọc đại là đội mình đang thành xấu và thành đẹp này, đang từ xấu và thành đẹp. Voi 2 ok nha. Và sau mình lên nhá, và sau 20 vàng mình lên 20 vàng, 14 là 16. 14 cộng 2 là 16, 16 16 vàng cộng bên kia 36 vàng, 36 vàng là tín rồi. 6 vàng rồi mình bỏ con Nacot này đi, nó sẽ thành 40 vàng. Đủ. Em voi, em voi đứng kia, lau đứng đây. Lau đứng đây thì bị trùm cái con rồng nhỏ, con rồng này thay thổi được mấy góc khá là đẹp. Để ý Nacot nhé, khả năng lau mình sẽ đứng ở góc bên cạnh con Illu, đứng cạnh con rồng. Xong voi đứng trên. Voi trên con cát thằng đáy. À con cát thằng bên kia. À, thêm Illu nào anh em. À thêm voi nào anh em. Chắc thêm Lily nữa, chắc không đủ đồ thêm đâu. Thêm xui anh em, hên xui có thể chọn cho thêm được. Choi hai đồ này vậy. Gì nhỉ? Gì nhỉ? Đâu ấy? À đây. Choi cho von cát cũng cần lắm, mình sẽ nghĩ hai dầu này mình sẽ ném cho Nacot đi. Là cái rất khó khổ, ném cho con voi đi. Von cát. Giờ von cát cầm một cái choi cho yên tâm. Mình nghĩ không cần nhỉ. Cần không ta? Ừ, một cái choi sẽ yên tâm hơn, nó nhảy sớm hơn. Có cái đồ huân chương hải thần kia thì không cần đâu, nhưng mà đồ này là đánh thêm được này anh em ơi, chúng ta cho thêm con thêm mà, nhưng mà cần ngọc đại thêm ngọc, cần ngọc đại pháp sư, không là con Illu không ulti được, không gánh bằng nắp với là ném bằng mấy con kia thôi. Thêm à, vẫn thêm nhá. Thế lên mình lên level 9 quả này cũng khá là ok đấy. Đây rồi. Không ra. À, rất cái đầu thật. Nacot ulti luôn này. Con cát nhảy luôn. Con cát nhảy luôn. Nó cót như thế kia, đồ kia cũng khá là ulti được rồi. Nhìn sơ sơ nó cũng có vẻ ulti được rồi. Càng kiếm vẫn thêm anh em ơi. Đam từ rồng, đam vẫn đang từ rồng, rồng đang rồng 1. Ê quá quá.
Cần con rock này đấy anh em ơi. Thêm đâu? Bán con này đi cho đỡ lú nhá. Bán này đi cho đỡ lú nhá. The door, speak my true name. The door to another, the door to another dimension opens now. The door to another dimension opens. Với mất người cho con cá từ bên này có thể ngon không? Cá góc đấy đúng điên luôn. Ôi nó bổ kìa, nó bổ kìa, đừng có nó bổ nữa, kia nó bổ đó. Bổ hết bà ơi. Kinh dị vậy. Thế thì mình thên anh em ơi, bạn này cầm hết thên thế nào? Sao muốn thên? Dòng đang dòng 1. Ba cắt xương. Dòng 2. Ai rồi thên này. Này thôi. Không biết xếp nào nhá. Xếp một chút. Một bộ. Đi luôn đi. Ok. Choáng. Không có choáng à. Tiếc thật, cái quả ra kia ra ngọc đãi phải ngon không? Ra ngọc đãi trận đấu gần như kết thúc rồi. Cái hết là trận này mình chỉ chờ đúng ngọc đại mà nó không ra. Quả này nó không có gì, nó không có mana ra, mình cứ để đây nhỉ. Mà có đứng đây được này. Thương đang ai cầm ấy, là con này cầm mà. Thì thương cho Thên cầm nhé. Thên xuống đáy nhé. Còn hai kết cho Thên luôn. Trông hơi buồn cười người ta. Thì khi thì mua về nó cần. Có còn một bạn này. Có một bạn. Thên xuống đáy. Ui trông nhà bên kia khỏe thế. Sao đánh được bây giờ. Yon điếc các thứ. Von cát xuống đáy anh em ơi. Khả năng phải đẩy von cát xuống đáy rồi. Cát hai đồ đấy sẽ gần như là bổ được luôn. Đuổi hàng cho nó cót. Cho nó ulti luôn. Chơi bằng Narcot vậy. Liềm cho con cát mới chơi bằng con cát nữa. Chả còn gì mà lên. Ôi mà mình sẽ cát hai đồ. Cát phải nhảy được cái xuống ở góc này. Con quy đầy nhảy góc này này. Dòng truy hồn thổi góc kia thêm góc này này. Con cát nó sẽ cản được con này nữa. Bên này có Narcot đúng không? Mà Narcot chui xuống đây à? Đây rồi góc này. Narcot mình sẽ ulti được luôn. Thực ra có choi thì cũng không cần lắm. Choi mình sẽ đánh cho con Thên đi. Thên sẽ bột luôn. Đó con Thên bột luôn. Rồi gần như là mãn nhãn hết rồi. Còn không còn gì tinh chỉnh nữa. Gần như là vậy. Lily này chắc không chơi được. Bắt được con Quy nhá. Tổng truy hồn thổi vào con cát nhá. Con cát chạy xuống được chỗ con Yon nhá. Gần như là không còn gì nữa rồi mà. Thua thì ra chỉ là do đen thôi chứ không thể nào cản được. Ghét tê hả? Nó không làm gì bọn nó. Làm gì không? Voi đẩy đằng. Khả năng thêm con voi. Voi ulti luôn đi. Đẩy con voi ở góc mà. Ừ. Thế ulti sớm hơn 1 giây. Thế là con... Kết cho rồng nhé. Bây giờ làm sao nhỉ? Con cát bắt buộc phải xuống góc đấy để mình và được. Con Thên sẽ xuống góc này của con Tulen này. Xong rồi. Sao ta? Arduin 2. Không để làm gì, mình sẽ cho hai con máu mỏng ở đây đi. Mình sẽ gần như là thả góc này để cho nó đánh sang góc này luôn. Đó, con
Thên này nó sẽ xuống góc đấy xong rồi nó để nó và xong đấy xong rồi Vonkat mình đây đánh nhau với Vonkat là vừa. Rồng thay góc này rồi. Đến Yon này, con Vonkat vào góc đẹp quá này. Nhưng bây giờ không có gì giết con Thên anh em ơi. Mà con Yon này không chết được. À, máy quang chết rồi. Chịu anh em ơi, không làm gì được. Ở đấy bạn ấy đổi cái quả đấy mình lãi bạn hẹo. Thực ra eo ơi sao mình không cứ để thương thế nhỉ, con rồng mình đang thổi góc đấy đẹp ơi là đẹp ý. Cuống quá, cuối cuống quá. Thực ra nhà này cũng khó, nhà này khỏe quá, nhà này không làm gì được. Bán thần xong rồi Illu không được ulti luôn nữa thì chịu khó. Vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em thích cái clip trên thì hãy cứ like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.